Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với Lê Khôi Audio. Thì hôm nay cũng được xin được chia sẻ với anh em một vài cái đánh giá cùng những cái phản hồi của khách với Lê Khôi Audio như sau. Thì vừa rồi Khôi cũng có thử nghiệm và cũng đã giới thiệu tới anh em một vài đôi loa nhỏ nhất gọi là siêu mini nhỏ nhất thế giới. Thì được nhiều anh em đón nhận và phản hồi rất là tích cực. Thì tiếp theo cái này gọi là tiếp theo về cái dòng loa nhỏ này, thì hôm nay Lê Khôi Audio tiếp tục giới thiệu tới anh em một cặp loa mini gọi là nhỏ nhất thế giới, nhưng mà cũng đạt được những cái yêu cầu khắt khe về thiết kế, về chất âm. Thì trước camera của anh em là một cặp loa đến từ hãng Optimus ha. Hãng này là của Mỹ anh em ha. Của Mỹ. Thì em sẽ đưa camera gần hơn để anh em xem qua các cái thông số, cái model nha. Nó là Optimus ha. RX44AV. Thì thật sự cái model này cái model thì mình không cần quá quan tâm nhiều, tại vì nó là dòng loa mini, các cái thông số cơ bản như 8 ohm, 50W RMS, maximum công suất nguồn nó là 100W nha. Thì đó là cái thông số cơ bản thôi. Còn bây giờ mình sẽ đi vào xem các cái hình thức ruột gan ở bên trong. Cái khung là bằng đồng, bằng đá gì đó anh em ha. Lưới thì lưới sắt nha. Nữa thì sắc, cái này tháo nó được. Thì Khôi đã tháo một cái bên này rồi. Bây giờ mình sẽ đi qua bên này. Anh em thật đợi một tí xíu nha. Em hạ camera xuống tí, hơi cao. Rồi bây giờ đây. Đây. Gần hơn nha. Gần hơn anh em xem rõ hơn. Đầu tiên là cái lưới ha. Cái lưới mà tháo nó rồi nha. Tháo nó rồi, lưới này lưới sắc. Đầu tiên là cái lưới sắc. Học vít em đội cái này cái nó rớt ha. Lưới sắt. Đây là cái logo nha. Logo nó được dán chặt ở trên này. Đây và đây anh em ha. Cái keo này được dán kỹ thì Khôi mới cạy ra lần đầu nha. Đây nè. Khôi mới cạy ra. Cạy ra các cái lớp keo bên này. Rồi. Tiếp theo là sẽ đi vào cái cấu trúc bên trong nha. Đây. Đây là cái cụ bát nha. Cụ này có 10 xăng thôi. Chỉ có 10 cm thôi. Nhưng mà được thiết kế rất là gấu anh em ha. Đây anh em nhìn này, nhìn vào cái cụ loa của nó ha. Đây cụ này là cái cụ này bọc chống nhiễu anh em ha. Thì cái theo cái mục đích của cái nhà sản xuất ra là để đánh cái tiếng bass nó không bị ù nha, tại vì cái dòng này là nhỏ. Cái thứ hai là được thiết kế với một cái cuộn dây á. Một cái cuộn dây còn gọi là cái biến thế nha, biến thế để làm mềm chất âm này, làm mềm chất âm đó. Và thứ hai cái này là bát giấy ha, râu lồi gân cao su non, rất là mềm nha, rất là mềm anh em ha, gọi là mềm mụn đó. Râu lồi bát giấy nha. Em đưa sát anh em coi luôn ha. Camera đưa sát đây. Bát giấy gân mềm, trong này thì không cần coi đâu, chắc chắn là zin. Rồi tiếp theo là một cái chép nha, một cái chép. Đây là cái chép đôm, nhìn là biết siêu chép đôm rồi. Chép đôm cụ 2 tầng nha, cụ 500 2 tầng. Thì ở trên này nó để là 8 ohm ha. Made in Malaysia. Thì thật sự là mình không quan tâm nhiều về cái nơi sản xuất làm gì nha. Vì mình nó là một dòng loa nhỏ box sale. Thì mình quan tâm với cụ nha. Cụ này sẽ cho cái tiếng chép nó rất là dày, rất là mịn tiếng ha. Và cái cụ này thì anh em có thể cặp loa này anh em có thể dùng làm đường tiếng cho karaoke, tại vì nó maximum tới 100W thì chắc chắn nó bây giờ nó cháy. Mình hát một cặp thì mình có thể dùng thêm cái cặp này để mình làm cái đường tiếng cho loa ha. Đó đây này, keo của nó vẫn còn, khi em tháo ra thì nó dính tùm lum hết này.
keo dính tùm lum hết nữa. Bên này nữa. Và có một cái lỗ hơi đây anh em, là nhỏ có cái lỗ hơi ha, lỗ hơi. Rồi đó là mình giới thiệu sơ về các cái thông số loa ha. Bây giờ anh em cùng đợi không một tí nha, hồi sẽ gá lại, phải gá lại thì mới test chất âm được nha, nhanh thôi. Thì chia sẻ với anh em là ví dụ như Khôi là một mình nên mà thứ hai nữa là cũng không có am hiểu lắm về cái phần mà kỹ thuật của cắt ghép nhé. Thì những cái anh em nào làm chuyên nghiệp thì sẽ có kỹ thuật cắt những cái khúc, cắt những cái khúc mà mình tháo ráp này ha. Còn Khôi thì có mình thôi nên anh em thông cảm là vui lòng đợi trong giây lát nha, đợi trong giây lát để Khôi gá lại cái cặp loa này và sẽ test cái chất âm cho anh em nha. Nhìn thôi, đây xong. Được thiết kế cũng rất là chắc chắn anh em ha. Đợi tí đi lại. Thì những cái cặp loa nhỏ như thế này thì thực sự là không phải là dùng để nghe nhạc nó là hay nhất đâu. Đó. Nhưng mà mình chơi thì có nhiều món, nhiều món mình đổi cái chất âm, ngoài cái việc là mình nghe, mình có thể trưng bày, mình sưu tầm thêm để mình thay đổi cái chất nhé. Rồi bây giờ xong anh em ha, bây giờ em sẽ test cái chất âm, mời anh em cùng nghe nha. Đây là nhỏ thôi ha, nhưng mà chất âm rất là dịu dàng lắm. Một ca khúc nhạc vàng anh em ha, nhạc vàng. Máy bay lại bay đây ha. Anh em đợi tí cho nó máy bay bay qua ha, thì sẽ trời đổ mưa cho phố vắng mênh mông, khơi lòng bao nỗi nhớ. Mưa cho ướt áo em thơ, mưa rơi từ bao giờ. Tình yêu đó phôi pha vào sương gió, những đêm mưa tính nhỏ, người nhớ thuở học trò, tâm tình thường hay ngỏ. Trường tan về chung phố những lúc trời chiều đổ mưa. Mưa rơi qua phố buồn, chạy lòng bao nhớ thương, chuyện tình yêu vẫn thương. Ngày xưa đường mưa ướt đê chê, cùng đưa đón ngang cuộc đời, một người đêm tay gối chia ly có gì vui. Trời mưa nghe ra bu tin, đưa anh vào kỷ niệm thao tâm chọn ca một đêm. Chờ em đêm vắng với cô đơn, ngõ hồn ngập nơi tình hợp tan, nhưng vẫn nhớ nhau luôn, biết em giờ có buồn. Và từ đó những đêm trời mưa gió, thâu tranh người tính nhỏ, nuôi nâng cá mỗi từng thời sai. Giờ đây đường hai lối, mưa gió về buồn nào.
rơi qua phố buồn, chạnh lòng bao nhớ thương, chuyện tình yêu vẫn thương. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho Lê Khôi suốt thời gian qua. Anh em có nhu cầu và thích chơi loa nhỏ, liên hệ với Lê Khôi Audio qua Zalo, Facebook cũng như các cái kênh mua bán của Lê Khôi Audio. Và đặc biệt Lê Khôi Audio có một cái group, một cái nhóm là tên là Chợ Loa Âm Ly Bại Sài Gòn. Hiện tại có hơn 45.000 thành viên đã tham gia giao lưu trao đổi mua bán. Các cái kênh Facebook cá nhân gồm có Lê Khôi, Khôi Lê Đình. Thì anh em có thể vào để tham khảo thêm nhiều sản phẩm. Và một lần nữa xin cảm ơn anh em đã quan tâm ủng hộ và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Lê Khôi Audio. Xin chào và hẹn gặp lại.